nhau tin. Rồi và hello. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Linh đây. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái clip buổi chiều mình làm thôi. Thì cũng như mình đã nói những mọi hôm trước rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm theo những cái series solo squad hoặc là cùng với người lạ. Thì hôm nay thì chúng ta lại cùng đến với cái clip solo squad của mình. Và vẫn như mọi hôm thôi. Chùm cảng mà. Không nhảy cảng nhảy đâu. Kia rồi mình thấy một team nhảy bên kia kìa. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm cây súng nào đó và sang thủ tiêu mấy anh giai bên đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ solo squad ở cái nick này. Bây giờ clip của mình thì mình sẽ đa số làm ở cái nick này hơn. Nên là nhiều anh em bảo là sang bên này làm mà. Nên là mình cũng theo anh em thôi. Mà 4 này. Bên kia ok DB, nhặt luôn cái DB đó anh em ạ. DB thì đầu game cứ phải gọi là mướt mượt mượt. Sấy cứ phải gọi là easy luôn anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ qua bên đó nha. Để thủ tiêu mấy anh giai. Thì trong lúc những cái bây giờ thì mình sẽ solo squad và trong những cái lúc đấy có thể thì trong những cái lúc giao tranh ấy, combat ấy thì mình cũng có thể là hướng dẫn, gọi như là chia sẻ những cái kỹ năng này, kỹ năng nọ, kỹ năng trai. Ok nha anh em. Bây giờ thì mình xử bên này. Ôi trời, định mệnh nó phát hiện mình rồi. Không phát hiện ra. Thì vậy anh trai vẫn không phát hiện ra mình ở đây anh em luôn. Còn một cháu nữa thì phải. Cháu đang quanh quẩn ở đâu đây thôi. Lúc nãy mình nghe hai tiếng chân mà hình như là vậy. Tại vì là thanh niên này chạy từ dưới chạy lên nên nó đổi một cách tiếng chân đột ngột nên là cũng không, mình cũng chưa chắc. Nhưng mà mình tầm 80% là hình như có hai tên. Bây giờ thì mình sẽ mở góc sang bên này để xem nào. Có thấy cháu đấy không? Mà sao nghe? Tại vì là vừa lúc nãy mình nhảy xuống mình thấy mình lia lia ít nhất phải có hai cánh dù chứ ta. Chứ làm gì có chuyện, làm gì là tại một thanh thêm một thanh niên solo sợ. Đây à? Ủa? Tao chạy mau vậy? Còn đứng đấy này. Đã cố tình tha cho rồi. Còn một tiếng súng ở bên này. Đấy, thanh niên gọi mình sang đây anh em. Bây giờ thì qua luôn. Tóc không xoăn thì làm sao phải xoăn. Kiếm thêm ít đạn nữa, tí bắn cho nó bê. Thì anh em biết rồi đấy. Những cái ở cái map Irango này thì cái khu mà gọi thì đây. Ố. Thôi thôi anh ơi. Mình tính rồi. Tính cho anh dài. Ôi, thơm được một mạng. Tính cho anh dài. Chạy đi đâu? Đây này, đây này. Chím đây này. Đây mới là anh kia của. Ố. Ui, thế là đây là đồng đội của thanh niên vừa mình giết ở trên cảng. Tại sao bây giờ mới ra? Hai cháu rồi. Hello bác Tài. Hello bác Tài. Đi đâu vậy? Đâu rồi? Hello. Anh nhong sờ dú. Không có rồi. Thế thì chắc là chỉ có 3 thanh niên thôi anh em ạ. Không có gì nhiều. Thôi thì từ từ đã. Nói chung là cứ việc check. Không thừa anh em ạ. Bây giờ solo squad mà. Mình chỉ có một thôi. Nên là những cái bước di chuyển của mình nó phải thật sự là an toàn. Chứ không là... Đấy, nhiều khi solo squad mình bắn 1, bắn 2, bắn 3. Thằng cuối cùng nó giết mình là nó cứu được hết. Đấy, nó khốn nạn thế cơ anh em ạ. Nên là... Đây là... kia có thằng đúng không? Đúng mẹ rồi. Thằng AFK à? Cứ từ từ đã, củ từ. Bây giờ thì mình tiến hành cái công việc phi lý này. Ủa, còn đông vậy?
Ở đây tận 2 team cơ à? 3 thằng nốc. À đâu? 4 thằng nốc định mệnh. Vẫn lòi ra một thanh niên. Uầy, bọn này từ đâu tới vậy? Uầy, địch 6 này thơm thế. Ố. Lại có cháu này. Nặng cháu, cháu này. Ui giời ơi, X6 không zoom anh em ạ. Ô, Trung Quốc này, định mệnh ở đây đông thế nhở. Từ từ mình ra mình giết cái thanh niên AFK này, đây này. AFK này, thơm ngon 8 mạng. Thôi, ở trong đây hơi nguy hiểm anh em ạ. Mình không nên chơi nhây, nếu mà ví dụ như là bọn nó tụ tập luôn một, mình có thể nhìn thấy cơ, nên là mình sẽ chơi. Nhưng mà bây giờ bọn nó cứ chia lẻ lẻ này, nhiều khi chết. Mình xin phép té. Đi tìm khu vực khác anh em ạ. Ok, té thôi. Bây giờ thì chúng ta đã di chuyển ra, mình di chuyển rồi. Bây giờ thì kiếm người thôi. Vừa nãy thì mình có bú được cái thính. Ui, ui, cái gì đây? Anh gì ơi? Ôi, ôi, ôi. Cái gì thế? Cái gì thế? Nào, nhảy ra. Yêu nhân này, một cháu nữa, nào. Tí sinh tiếp theo, ui rồi ôi. Hai thanh niên bay anh em ạ, hai thật. Bạn ơi, bạn đèn lắm. Bạn gặp mình là bạn đen rồi. Ui, để còn ship tận nơi thế này. Quá là phê anh em ạ. Đây này, ở đây có cái, gọi là cái gì nhỉ? Cái event ẩn anh em ạ. Đào cột điện hay là đào hố chôn cái gì đấy. Hai thanh niên này đuổi mình, chưa kịp giới thiệu xong, mình vừa thì có đá qua cái thính, mình kiếm cây gờ rố già. Theo như mình bắn ấy, thì mình không biết anh em như thế nào, nhưng mà gờ rố già ấy thì đa số là anh em nắp giảm thanh đúng không? Nhưng với mình thì không, mình không nắp giảm thanh anh em ạ. Đá qua tiếp cái thính này này, té rồi, thính này bị nút rồi anh em ơi, té gấp. Anh cái gì đây? Ui, anh gì ơi? À ha, nhây à, được rồi, chơi luôn với anh này. Nào. Hello. Đâu rồi? Vào này, ui rồi, ôi. Tôn Nguyễn ơi nè, tôn ui X8 này. Tôn Nguyễn ơi nè, Tôn Nguyễn. Bạn đèn 5, anh này chắc vừa bú thính xong. Ra đây cam, nhưng mà gặp phải mình thì bạn đen rồi. Xin lỗi bạn. Thì mình sẽ nói tiếp về cái tại sao mà mình hay vứt giảm thanh đi. Đa số như anh em sẽ xài cái giảm thanh để chơi. Nhưng mình thì không, tại vì mình cảm giác lắp cái giảm thanh và nó lắc lắm. Nó lắc sang hai bên đấy anh em. Không biết là anh em có chú ý không, chứ mình hay chú ý vào những cái phần đó lắm, nên là nó lắc lắm, nên là mình không bao giờ mình lắp giảm thanh. Tại vì ấy, mình cũng không bao giờ sấy cốc nhỏ, mình chỉ sấy cốc 3 trở lên thôi. Groza mình chỉ sấy cốc 3 trở lên thôi, nên là mình cũng không ưu tiên lắp cái giảm thanh lắm. Có là mình đáp đi, nó gây rất là lắc. Nhiều anh em ở trên live cũng vậy, anh em thấy mình bắn mình toàn vứt giảm thanh đi thì mọi người có hỏi rất là nhiều. Thì nhân tiện đây thì nhân tiện đây thì mình cũng trả lời luôn cho anh em như vậy, là bỏ giảm thanh ra. Không biết các bạn thế nào, nhưng mình thấy là nó không lắc, không bị lắc nữa. Đấy, thì cái câu trả lời là như vậy. Còn đây này á, chạy à, bắn à, bắn tí túi rồi, ôi nhoi lên cái đầu làm gì, vỡ đầu luôn. Vẫn còn anh em ạ. À, nhảy nhót. À, lò dò. À, chạy ra đầu này à. Lò dò này. Úi trời ơi. Này thì lò dò này. Ui rồi ôi vẫn. À đủ. À, đâu vậy? Gạt ra anh em. Vẫn chưa biết mình ở đâu anh em ạ. Vậy. Còn một con khỉ nữa này. Gọi là nhẫn giả, tôn hành giả, giả hành tôn đây à. Đây mình là ngộ không thật đây. Bạn là giả đúng không? Nào, hello baby. Hello bác tài. Bác tài ơi. Nhà có chó không? Ra đây. Ui, thằng bom. À,
đội làm đây không cứu á. À, bắn mày bắn này. Ui, nó lại là cứ phải gọi là mượt cứt đây anh em ạ. À, đây anh em cứ phải bình tĩnh trong những cái tình huống giao tranh 1 cân 3 cân 4, không được gọi là nóng này, nóng này mà lao lên là chết đấy. Nói chung là phải quan sát thật là kỹ anh em ạ. À, di chuyển hợp lý, những cái bước đi đầy uyển chuyển. Hello, hello baby. Style. Ủa cái gì vậy? À, thanh niên mở mic on, không biết là nói gì luôn. Thì style mà là cái quần què gì? Khen mình đúng không? Ủa, khen mình thì khen đến cả ngày. Ủa, AUG này, thơm thế nhở? Lấy AUG luôn anh em ạ. Thanh niên này bú thính bú thiếc nó phải mượt lắm. Này thì mình sẽ cầm hai cây súng sấy để có thể là cần những cái sở quát nó hiệu quả. Ok, té thôi. Ok, hợp lý rồi. Chúng ta cùng lên đường nha. Trước khi lên đường thì thêm bình nước có nhiều hiệu ứng. Ok, té rồi. Tiếp tục là những cuộc săn người rồi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm có xe này. Ơ, hello. Hello. Ui, không chết kìa, định mệnh. Đùa kìa. Ơ, vô lý. Mình đâm nằm cái bếp một phát rồi mà. Anh em có nghe thấy không? Nghe thấy quá chứ này. Mà nó không chết. Chạy vào nhà. À, chạy vào nhà rồi. Định mệnh pha đấy đâm không chết. Nó cứ phải gọi là ảo loài. Đây này, bây giờ thì mình sẽ vào để vồ luôn hai cái thanh niên này. À, bây giờ một cháu chạy vào đây. Còn cháu nữa đâu. Mình thì nhìn thấy hai cháu thôi. À, ôi trườn trườn. Lêu lêu. À, một thanh niên trượt. À, này trườn này. Trườn này cho bạn 30 giây để ra cứu đồng đội. 30 giây của bạn hết rồi đây này. Bạn gì ơi, 30 giây. Bạn có cần 30 giây không? 30 giây đang đếm ngược rồi đấy. Bạn của bạn thì đang đau bụng thấy mẹ rồi. Ra mà cứu đi. Nhanh lên không mình gạt này. Thôi, 30 giây của bạn kết thúc. Ta chấm dứt. Một cháu nữa. Nâng tổng số mạng. À, à, con lợn này chạy. À, đâu rồi? Đâu rồi? À, vào nhà rồi, trên tầng, trên tầng. Này thì đóng, đóng, đóng cửa này. Ui giời ơi, thanh niên này cũng chuyên nghiệp. Nhưng mà mình lên nó kiểu như là dồn dập quá, là thanh niên vẫn còn chưa phát hiện là mình lên, vẫn còn đang ngáo ngờ không biết là bị bắn ở đâu. Ui, thế thì chết. Thêm một mạng nữa, thế là hợp lý. Hình như là bên này có tiếng bắn. Mình hình như thôi, cứ check cho an toàn anh em ạ. Bây giờ thì ô cái thính kìa. Mình nghĩ là khu đi học muộn bên kia. Ủa, đấy, vừa định nói xong có liền. Đâu ta? Hello. Từ từ đã, xuống đây kiếm ít đạn anh em ơi. Kiếm ít đạn, kiếm ít đạn. Ấy, cái gì đấy? Ui, à, thế thì bạn lại sai rồi. À, ui dồi ôi, anh em nhìn kìa. Nó đúng hẳn rồi chứ, bên trên nó bắn. Được rồi, mình lên quả này mình sấy cho bạn thì lát người này. Nào. À, vẫn còn đứng đó à? Đứng, đứng, ui dồi ôi. Một pha sấy đỉnh cao. Nốc luôn. Vãi thật, sấy tầm này nó cứ phải gọi là mướt mượt. Tầm này mình nghĩ là khoảng 200-300, à đâu, 300-400 mét cũng lên đấy. Sấy quả lốc luôn. Bây giờ thì mình đẩy qua luôn anh em ạ. Không để cho các bạn ấy phải chờ lâu, mình sẽ đóng hòm luôn. Linh ATM trong vai gì gọi là gì nhỉ? Cái gì người tôi nói chung là mình bên chuyên khâm niệm và chôn cất. Vẫn ho vẫn ốm anh em ạ. À, anh em nghe giọng mình bình luận là biết rồi. Đây mình qua luôn đây. Đi từ từ thôi anh em. Đây đây đây, vứt xẻ đây xong mình chạy bộ vào để cho các bạn ấy không biết là có sự xuất hiện của mình. Đấy, hợp lý. Như mình đã nói từ đầu rồi, một
bắn V4 cơ mà. Nên là chúng ta cứ phải gọi là những cái bước đi này là uyển chuyển. À, uầy, có ốp luôn. Xịn thế nhở. Trận này nhiều thanh niên giàu có thế nhở. Nào, bây giờ chúng ta rón rén thôi. Đây trên này, ít nhất là có hai thằng. Tại vì cái lúc mà mình sấy vừa nãy đấy, một thằng lốc và một thằng phải siêu phẩm yếu. Uầy. À, đang đọa súng với ở bên trên đồi anh em ạ. Nào, chúng ta cùng chờ xem. Mày không thoát được đâu con trai à. Tu bi cắm bờ lưu. Bắn lên. Bắn tiếng Anh nó cứ phải gọi là đẳng cấp. Bây giờ thì ngồi rình một tí anh em ơi. Tại vì là bây giờ mình chưa biết rõ là nó đang ở đâu. Mình biết là nó trong nhà rồi, nhưng mà biết đâu tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều có thì sao. Nên là bọn nó không phát ra tiếng động thì mình cũng không thể làm gì được. Đây, cho bạn quả bom này. Úi ôi, mình giữ bom hơi lâu. Giữ nhau thật chặt này. Đây này. Quả này thì không có xịt nữa đâu. À kia kìa. Nhoi ở tầng 2 kìa. Ui, làm quả lửa này. À, à. Tầng 2 này. À, lên tầng. Lên tầng rồi. À, ngó. Nào. Ui, lại một viên vào đầu. Thôi xong, nó biết mình rồi. Nó biết mình rồi. À, chạy ra ngoài à? Dình, à, dình à, dình mình á. Dình mình làm sao được. Đây này, bây giờ thì mình sẽ cân cả hai thanh niên này. Hai hay ba gì đấy. À. Ui, phí quá, phí quá. Mẹ nó nhấp nhả, định mệnh nó. Anh gì, anh nhấp nhả hơi ghê đấy. Đây này, mình sang bên này. Mình sang bên này. Uầy. Ui, ui, đúng viên đạn cuối cùng. À, chạy sang đây rồi. Một thanh niên chạy sang đây rồi. Vẫn còn mấy. Uầy, nhiều tôi chân thế nhở. Uầy, thế nào ba. À, này, ui, rồi ôi, anh da đen. Này còn mặc bikini. Này, chạy đi ra cứu đồng đội này, hai cháu. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. À, thế là còn một cháu nữa. Được rồi, được rồi, được rồi. Mình biết thanh niên này ở đâu rồi. À đấy, biết ngay mà. Đấy, biết ngay mà. Thanh niên chạy từ đầu sang. Hai thanh niên chạy sang mà. À, được rồi. Chơi luôn này, khô máu luôn bạn ơi. À, trong nhà. Trong nhà. Ủa đâu rồi. À, ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi này. Ui rồi, ôi. Nó lại cứ phải gọi là quá mượt. Thơm thơm thơm. Xịn xịn xịn. Có ốp à? À, mình xin. Ủa ấy, mình lấy ốp nhở? Ừ, lấy ốp đi. Hợp lý. Vậy biết đâu lại bay đầu thằng hai thanh niên còn lại. Thôi, mình chỉ cần. À, nó vẫn còn nhiều đạn mà. Nó cứ cầm cho chắc anh em ạ. Đâu rồi? Hello, hello baby. Uầy, 20 mạng có. Ô, còn một thằng thôi anh em ơi. Ui, dễ rồi. Thế thì top 1 là cái chắc rồi. Mình lại còn ở trong bo nữa chứ. Ui, trận này mà không top 1 nữa thì tôi chặt cu cạo lúc đít. Ôi trời ơi, bây giờ thì sao đây. Bây giờ thì còn một thanh niên nữa thôi. Mình thì ở trong bo, bạn thì ở ngoài bo. Ôi, cuộc đời mà, cuộc sống mà. Bây giờ thì bạn ra đây, chúng ta trao nhau yêu thương. Bạn top 2, mình top 1. Ui, hợp lý. Nó lại cứ gọi là hợp lý quá cơ. Hợp lý phải nồi. Bây giờ mình nghĩ thì thanh niên này chỉ ở trước mặt thôi. Trên mấy cái ngọn đồi này này. Tại vì là đằng sau, đằng bên trái, bên phải là mình bắn tứ tóe lung tung rồi. Làm sao mà còn nữa. Đấy. Những cái phương pháp phán đoán tình huống này nó cứ gọi là đỉnh cao. Cứ như là cái gì nhở. Cái gì solid home à. Hay là cái gì. Hay là cái gì bullet home nhỉ. Uầy, mẹ đéo biết anh em ạ. Mình chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Uầy, smoke kìa. À ha, quang smoke chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. À, chuyên nghiệp chạy bo à. Bạn. Ui rồi. Ôi, bạn thì còn phát ra tiếng súng thế này nữa thì bạn chạy làm sao được. À kia rồi. Ô. Ui giời. Ui, nó lại mượt quá cơ. Người ta chạy bo, người ta lại còn
ông lại còn cầm sầm, à ông lại còn bắn nữa gì tôi. Ông khác gì, ông bảo là anh ơi, em ở đây, hiếp em đi. Đấy, nó lại cứ gọi là dễ anh em ạ. Ok, vậy là cũng có một trận solo squad với tổng số kill là 21 kill anh em ạ. Quá là hấp dẫn những cái va sấy đỉnh cao. Anh em nào mà thích series solo squad này thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một comment ý kiến nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.